Lê Trinh đang ở phường Thới An, quận 12 để tìm đến với chị Trang, người đã đăng ký gia đình tài tử ngày hôm nay. Chắc nhà này quá. Dạ, phải nhà chị Trang không ạ? Ngôi nhà rộn ràng tiếng cười này là của chú Lê Đình Thắng và cô Dư Thị Bình. Rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, cô chú đã có một cuộc sống khá ổn định cùng hai con ruột là anh Lê Bình Trung và chị Lê Minh Trang. Các con dâu rể lần lượt là chị Lê Thị Hồng Tâm và anh Phùng Ngọc Hùng, cùng rất đông họ hàng cháu chắt xa gần. Hôm nay cùng tập trung về đây để chờ đón sứ giả của chương trình. Chào cả nhà. Hôm nay thấy cả nhà vui như Tết nhờ. Mình có nhiều dịp để cả nhà tụ tập như vậy không? Có. Có chứ. Cứ một quý, đồng phòng một quý. Lần đầu tiên Lan Trinh thấy có gia đình mà tập trung theo quý giống như công ty vậy đó. Mà Lan Trinh nghĩ là nếu mà chơi xong chương trình gia đình tài tử lần này thì cái tổng kết quý là có thể sẽ tăng lên được 14 triệu đồng. Và với 14 triệu mình có thể mở được một cái tài khoản mà tiết kiệm măng non dành cho các bé trong nhà. Được tạm ứng được trước. Hy vọng là nó sẽ đúng cái sở trường của gia đình mình. Cho sứ giả bật mí, trò chơi này liên quan tới hơi trước khi mà đến với thử thách của chương trình. Nếu nhà mình mà thổi lên nhanh hơn em thì sẽ có một phần thưởng. 3, 2, 1 bắt đầu. Chịu thua, sứ giả chịu thua. Dạ, phần thưởng này. Phần thưởng là phong bì thử thách của chương trình. Thử thách thổi bóng bàn vào lỗ. Người chơi đặt bóng lên bàn ở vị trí quy định. Khoảng cách từ bóng đến lỗ là 80cm. Người chơi dùng hơi thổi bóng bàn sao cho bóng rơi vào lỗ. Trong thời gian 2 phút, có 12 quả bóng rơi vào lỗ là chiến thắng. Phải có quyết tâm. 1, 2, 3 quyết tâm. Trò chơi này vui rồi nha. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình ngày hôm nay để xem họ có chinh phục được giá trị giải thưởng chương trình là 14 triệu đồng hay không. Chúng ta chào đón gia đình chị Lê Minh Trang. Chào đón cả nhà. Trang đến với chương trình ngày hôm nay. Một tuần luyện tập thì có thể nói rất là nhiều cái niềm vui. Mình hãy kể một cái niềm vui nhất nào trong cái tuần luyện tập. Hôm mà gia đình nhận được cái thử thách này rất vui, vui ghê lắm. Ông bà, các con, các cháu thi nhau thổi, tranh nhau thổi. Cái thằng cháu này nó trồng 3 quả bánh lên, nó thổi vù cái 2 quả vô. Vậy họ cho nó thi luôn đi. Phía bên kia, người đứng bên kia là gì của nhà vậy ạ? Tôi là chị của cô Bình ạ. Cô là cô ở gốc Hà Nội à? Vâng ạ. Cô nhớ nhất gì ở Hà Nội? Hà Nội tôi nhớ nhất là Hồ Gươm và nhớ hoa sữa. Có kỷ niệm nào mà ngày xưa mình nắm tay anh ấy đi ở dưới hàng hoa sữa không cô? Ở đường Thanh Niên ấy ạ. Đường dạ. Thanh Niên bây giờ gọi đường Cổ Ngư ấy. Mà hai người nắm tay nhau đi lang thang cho nó. Dạ vâng. Khi nhắc về kỷ niệm Hà Nội thấy ở đây là hai cô chú cũng rất là vui đúng không? Bây giờ kỷ niệm nó đang ùa về ha. Thôi, mình sẽ tạm gác chuyện đó để tập trung vào cái việc chinh phục thử thách của chương trình. 7 ngày qua họ luyện tập như thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình. Đó. Chẳng mấy khi được dịp tập trung đông đủ, lại có trò chơi thú vị, thế nên ai nấy cũng đều muốn chơi thử. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Thử thách này xem ra không dễ dàng chút nào. Mặc dù vậy thì tinh thần quyết tâm vẫn hừng hực thế này đây. Quán ăn gia đình này là của anh trai chị Trang, mở ngay cạnh nhà. Và dường như có vật dụng gì trông quen quen ấy nhỉ. Thì ra là tranh thủ vừa trông coi quán vừa tập luyện luôn. Chiến thuật của bác gái là dùng số lượng áp đảo chất lượng. Người tập trung cao độ, thổi hết bóng cũng không vô quả nào. Trong khi cô gái nhỏ này thì...
Quả là kỳ tích. Bước sang ngày luyện tập thứ 3, thành công vẫn chưa mỉm cười. Và việc tập luyện nhất định không thể lơ là. Tuy nhiên, trong lúc người cao tuổi toàn tâm toàn ý với quả bóng thì cách đó không xa. Thời gian không còn nhiều, các thành viên chủ chốt lao vào tập luyện không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, kết quả có vẻ vẫn chưa khả quan lắm thì phải. Bây giờ là đúng 1 phút mà 13 đứa còn 2 quả bóng. Không thể đứng yên chịu thất bại, đôi vợ chồng già này quyết định thử sức. Ba thổi thì ông đưa bóng. Thế nhưng, đến khi ông thổi thì... có vẻ hơi bất công thì phải. Thanh niên, trung niên đều không thành công. Và giờ là lúc thế hệ măng non trổ tài. Vào! Vào đây! Lẽ nào đây chính là thành viên xuất sắc nhất nhà sao? Bí quyết của cô nàng có lẽ là đây. Một tuần luyện tập vẫn chưa chinh phục được thử thách của chương trình. Xem ra áp lực đang đè nặng lên đôi vai này. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thành công cũng đã mỉm cười. Liệu rằng niềm vui này có được lặp lại một lần nữa? Ủa sao mình tại ra quán nhậu mình tập vậy chú? Người ta bảo là võ say. Ở nhà cứ thay nhau thổi hoài, thổi hoài. Không vô. Ra đấy làm ly, thổi vô luôn. Hay lắm. Nhưng mà giờ là mình phải hạn chế cái việc nhậu nhẹt đi nha. Đúng rồi, không? Ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều ha. Đúng rồi. À. Bây giờ phải hạn chế rất nhiều. Chúng ta sẽ chào đón thử thách của chương trình. Thử thách như sau: thổi bóng bàn vào lỗ. Gia đình chọn một thành viên tham gia thực hiện thử thách. Người chơi đặt bóng lên bàn ở vị trí quy định, khoảng cách từ bóng đến lỗ là 80 cm. Người chơi dùng hơi thổi bóng bàn làm sao cho bóng rơi vào lỗ. Trong thời gian 2 phút có 12 quả bóng rơi vào lỗ là chiến thắng. Rõ chưa? Chúng ta sẽ chọn ai để thực hiện thử thách? Dạ, sau một tuần tập luyện và 10 cuộc họp đưa ra thì quyết định ông xã em là Phùng Ngọc Hùng sẽ tham gia thực hiện chương trình ạ. 10 cuộc họp. 10 cuộc họp ạ. Quá căng thẳng ha. Dạ. Từ ngày mà nhận được thử thách, đi làm về là tranh thủ vào để thổi luôn, chưa dám dặn ăn cơm gì cả, và ngay đến lúc ngủ thì cũng mơ đến thổi luôn. Rồi bây giờ xin mời bạn bước lên trên kiểm tra lại những quả bóng giống những quả bóng ở nhà mình tập hay không. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi đúng không? Sẵn sàng. Chúng ta bước lên vị trí xuất phát. Tối qua bạn tập đến mấy giờ? Dạ em cũng không nhớ, ngủ gục luôn trên bàn anh ạ. Trước khi thổi bóng, bạn nói gì với những thành viên gia đình? Gia đình mình ơi, hãy cổ vũ thật to lên nha. Cổ vũ nhiệt tình. Vậy thì nào, gia đình hãy cổ vũ cho anh ấy. Cố lên con ơi, giành 14 triệu mang về. Anh ơi, cố lên nha, tối nay ngủ dưới gầm giường á. Ủa là sao? Dạ, bởi vì đã đặt ra tiêu chuẩn là phải đạt được, không đạt được là ngủ gầm giường thôi ạ. Chết, cái này căng hả nha, coi chừng ngủ gầm giường anh nhá. Sẵn sàng? Sẵn sàng. Tất cả đã sẵn sàng. 14 triệu đồng chuẩn bị chuyển qua tài khoản cho gia đình nếu bạn thổi vào 12 trái bóng trong vòng 2 phút. Đây, tất cả quả bóng. Và bây giờ 2 phút dành cho bạn Hùng. Bắt đầu. Không vào rồi. Chỉnh lại. Một quả. Mới có một thôi. Cố lên bạn. 2. Nhẹ nhàng thôi. Trời ơi. Mới có 2 quả thôi, cố gắng lên bạn. Ôi ơi.
Không được rồi, 30 giây mới có 2 quả thôi, cố gắng lên bạn. Cẩn thận, tập trung hết sức mình. Đâu rồi? Bóng ơi. Trời ơi. Thôi ngay lại, ngay vô giữa. Vào cái lỗ kìa. 3 quả. Quả thứ tư đâu? Quả thứ tư. Mới có quả thứ tư thôi. Chúng ta còn 50 giây nữa. Wow. Cố lên bạn. Còn 40 giây. Quả thứ năm. Quả thứ năm. Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ sáu đâu? Còn 25 giây. Có vẻ bạn hơi mất bình tĩnh. Quả thứ bảy. Thứ tám. Cố gắng lên. Thứ tám, thứ chín đâu? Thứ chín. Thứ. Bài. Tiếp tục. Ây chà. Sao vậy Hùng, tâm lý bạn sao vậy? Lên đây thì hơi hồi hộp ạ. Giờ em nói gì với vợ đi Hùng? Thôi thì lỡ rồi, tối nay thì cho anh nằm trên giường. Cô thấy sao cô? Tôi thấy là hôm nay anh thấy là vui rồi, gia đình được lên truyền hình thì là rất là phấn khởi rồi. Chúng ta vẫn nhận được 2 triệu đồng từ ban tổ chức và nhà tài trợ. Giải thưởng sẽ được chuyển ngay lập tức cho gia đình qua dịch vụ Internet Banking của Maritimebank. Một lần nữa xin chào tạm biệt, chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cùng Maritimebank gắn kết gia đình tận hưởng cuộc sống.